Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi trong ngày hôm nay. Ước mong quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngày sau đây sẽ là những bản tin được cập nhật trong ngày. Như thường lệ sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Yến. Số điện thoại 714 418 9788 hoặc vào trang mạng tiệm yến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron yến các loại mở đầu phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi trong ngày hôm nay bản tin từ ngũ giác đài cho biết rằng các quan chức tại đây lên tiếng về việc thổ nhĩ kỳ không kích Syria theo bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng họ đang lên tiếng cảnh báo thổ nhĩ kỳ là quốc gia thành viên của khối NATO về những hành động được gọi là không phối hợp trong hòa kép trong chiến dịch quân sự tại Syria theo đó, trong một tuyên bố phát đi vào ngày 23 tháng 11, Ngũ Giác Đài bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng thù địch gia tăng tại Syria, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời cũng lưu ý các cuộc tấn công của phía Ankara vào các phe phái dân quân người Kurd vào đầu tuần này, được xem là có nguy cơ gây tổn hại cho các lực lượng Hoa Kỳ đang đóng quân gần đó và đe dọa tiến trình đánh bại mạng lưới khủng bố IS kéo dài nhiều năm qua của liên minh trên toàn cầu. Theo truyền thông cho biết rằng, chỉ một ngày trước đó, Tòa Bạch Úc đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch được mang tên Móng vuốt thanh gươm do Thổ Nhĩ Kỳ xúc tiến tại Syria. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia ông John Kirby đã nói rằng Ankara phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố từ một số nhóm người Kurd và có quyền tự vệ. Tuy nhiên thì ông Kirby cũng lưu ý rằng, sứ mệnh này có thể gây phản ứng từ các chiến binh người Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn, dẫn đến nguy cơ hạn chế khả năng tiếp tục cuộc chiến chống IS của họ. Theo đó đã có hơn 900 binh lính Hoa Kỳ hiện nay vẫn đang đồn trú tại Syria. 7 năm sau khi cựu tổng thống Barack Obama lần đầu tiên phê duyệt việc đưa quân tới quốc gia Trung Đông này, Quân đội Hoa Kỳ cũng đã được điều động bên cạnh lực lượng dân quân do người Kurd thống trị bất chấp việc phía Damascus yêu cầu chấm dứt sự hiện diện trái phép của các binh sĩ người nước ngoài. Sự thù địch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm người vũ trang người Kurd đã kéo dài nhiều thập niên với các đợt bạo lực bùng phát kể từ những năm 1970. Phía Ankara thì đổ lỗi cho các phe phái người Kurd về vụ đánh bom vào ngày 13 tây tháng 11 tại thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương. Tiếng nói bản tin cho biết rằng hỏa tiễn của Hoa Kỳ viện trợ Ukraine đã đâm vào khu chung cư Adonis làm 3 người dân thường bị thương. Theo tờ New York Times đưa tin trong tháng 9 vừa qua thì một quả hỏa tiễn chống radar do Hoa Kỳ cung cấp cho phía Ukraine được cho là đã bay lạc khiến cho ba dân thường bị thương tại khu vực miền đông của Ukraine. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine hoàn toàn giữ im lặng, có lẽ vì không muốn làm mất lòng nhà tài trợ lớn nhất hiện nay của họ. Theo đó, trong ngày 24 tây tháng 11, tờ New York Times đã trích dẫn lời kể của một cư dân và phân tích của những mảnh vỡ từ hiện trường cho thấy một cổ hỏa tiễn với số hiệu là AGM-88B của Ukraine đã bay trượt mục tiêu và đâm vào một tòa nhà tại thành phố Karamazov ở tỉnh Donetsk. Sự việc này xảy ra vào 6 giờ chiều của ngày 26 tháng 9. Bà Olga Vasilina là người sống gần hiện trường cho biết rằng quả hỏa tiễn này đã phát nổ ngay trên trần trên cung của tòa chung cư có 5 tầng, để lại một lỗ rõ ràng ở trên tường. Người này cho biết rằng họ nói không có ai bị thương, nhưng thật ra có 3 người bị thương. May mắn không ai tử vong. Hỏa tiễn bay vào một căn hộ không có người sống. Còn 3 người bị thương thì sống ở căn hộ kế bên. Theo các viên chức thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng, không có dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga tại Ukraine thu giữ hoặc là sử dụng các loại hỏa tiễn này. Từ khi Hoa Kỳ bắt đầu cung cấp loại vũ khí này cho phía Ukraine, vì vậy có thể loại trừ khả năng sự việc do phía mặt từ khoa thực hiện ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Hình ảnh mảnh vỡ được đăng lên một kênh Telegram của Ukraine cho thấy, mã số nhà sản xuất và hình ảnh dán gợi trên hỏa tiễn đó chính là AGM-88B Harmon do Hoa Kỳ sản xuất. Và đến ngày hôm sau, thì nhóm phóng viên của tờ New York Times đã kiểm tra trực tiếp một mảnh vỡ tại hiện trường. Có dãy số liên quan tới loại bom mạch điện tử, chỉ được sử dụng trong hỏa tiễn AGM-88B. Những mảnh vỡ khác tại hiện trường cũng trông giống với bộ phận của hỏa tiễn do Hoa Kỳ sản xuất. Tiếng nội bản tin của chúng tôi cho biết rằng lãnh đạo đảng Cộng Hòa kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nội An từ chức. Thông tin cho biết rằng lãnh đạo phái Cộng Hòa tại Hạ viện ông Calvin Marker thì đưa ra những lời cảnh báo đanh thép tới Bộ trưởng Bộ Nội An ông Alan Jerome Mayorkas theo đó, trong bài phát biểu được đưa ra vào ngày 22 tây tháng 11, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện ông Karin McCarthy đã có lời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Nội an Alejandro Mayorkas từ chức và đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quy trình phế truất ông sau khi đảng Cộng hòa chính thức kiểm soát Hạ viện vào tháng Giêng sắp tới. Theo đó, ông McCarthy tuyên bố rất đám đông người ủng hộ tại thành phố El Paso của tiểu bang Texas và ông nói rằng quốc gia chúng ta sẽ không bao giờ hồi phục dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Mayorkas. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi kêu gọi ông nên từ chức. Nếu như yêu cầu này không được chấp nhận, các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ điều tra tất cả các hoạt động và sắc lệnh của ông Mayorkas và sẽ xem xét quy trình phế truất. Tuyên bố này của ông McCarthy được xem là thể hiện sự bất bình của đảng Cộng hòa trước những chính sách nhập cư của chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden mà ông Mayorkas và Bộ Nội An đang chịu trách nhiệm để thi hành. Cũng trong bài phát biểu, thì ông cho biết rằng các đồng sự của ông sẽ tổ chức các phiên điều trần ngay tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico sau khi họ nắm quyền kiểm soát Hạ viện. Ông cho rằng việc này nhằm giúp cho đảng Dân Chủ tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra tại đây. Theo các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, Hoa Kỳ đang chứng kiến số lượng người nhập cư kỷ lục từ phần biên giới phía Nam nơi tiếp giáp với Mexico. Điều này đã tạo ra nhiều thách thức về an ninh cũng như là an sinh xã hội cho các tiểu bang miền nam của Hoa Kỳ. Sang qua bản tin tiếp nối cho biết rằng Meta đã gỡ tài khoản Facebook và Instagram giả liên kết với quân đội Hoa Kỳ. Mới đây thì công ty Meta cho biết rằng họ đã xóa mạng lưới các tài khoản và trang giả được cho là từ các cá nhân có liên quan tới quân đội của Hoa Kỳ. Theo đó, trong thông cáo của mình, công ty Meta cho biết rằng các tài khoản giả và trang giả được lập ra nhằm truyền bá những câu chuyện giả mạo hướng đến các quốc gia châu Á. Mạng lưới này có nguồn gốc ngay từ Hoa Kỳ, chủ yếu hướng đến các quốc gia như là Afghanistan, Algeria, Iran, Iraq, Kazakhstan, Nga, Somalia, Syria, Uzbekistan, cũng như là Yemen. Theo nội dung thông báo của công ty Meta, Tổ chức đứng sau hoạt động này đảm mạo danh các cộng đồng và tuyên truyền nội dung bằng tiếng Ả Rập, Farsi và tiếng Nga với các chủ đề là tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, đồng thời cũng chỉ trích Iran, Trung Quốc và Nga. Trong báo cáo về mối đe dọa hàng quý của mình, công ty Meta nói rằng các câu chuyện xoay quanh vấn đề Nga và Ukraine cũng như là Trung Quốc, Iran hoặc là chế độ Lebanon ở Afghanistan. Công ty cho biết rằng nội dung liên quan tới đại dịch COVID-19 cũng đã bị gỡ xuống do vi phạm chính sách sai lệch thông tin. Các tài khoản giả mạo này đã sử dụng hình ảnh hồ sơ được tạo bằng kỹ thuật máy móc và được đăng tải theo giờ Hoa Kỳ, thay vì giờ làm việc của các quốc gia được nhắm mục tiêu. Có tới 39 tài khoản Facebook, 16 trang, hai nhóm và 26 tài khoản trên Instagram bị phát hiện là có phối hợp vào hoạt động không trung thực này. Hoạt động này đã mở rộng sang các nền tảng khác như là Twitter, YouTube, Telegram, PhonTech và Odon -Kalansky. Tuy nhiên, công ty Meta cho biết rằng các bài đăng của hoạt động này rất ít hoặc là không có sự tham gia từ các cộng đồng đích thực. Theo đó, chiến dịch được công bố vào đầu tháng 8 khi mà các nhà nghiên cứu từ Grafica và Stanford Internet Observatory đã phát hiện ra rằng việc sử dụng nhiều dịch vụ xã hội để quảng bá các câu chuyện thân với các quốc gia Tây Phương. Xem qua bản tin cho biết rằng máy bay chở vị tướng Hoa Kỳ đã phải hạ cách khẩn cấp vì đâm phải chim. Mới đây, thì một chiếc máy bay quân sự chở một vị tướng vệ binh quốc gia Hoa Kỳ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi nó đâm vào đàn chim khiến cho động cơ phải tóe lửa. Tờ New York Times đã trích dẫn thông tin từ cơ quan quản lý hàng không liên bang gọi tắt là FAA, cho biết rằng sự việc xảy ra vào chiều tối của ngày 21 tây tháng 11, với chiếc máy bay, bay quân sự C-37, chở tướng Daniel Hawkinson, lãnh đạo cơ quan về binh quốc gia và một thành viên của hội đồng tham mưu trưởng của Liên quân Hoa Kỳ. Máy bay khi đó đang cất cánh từ sân bay quốc tế Midway ở thành phố Chicago, thì bất ngờ đâm vào một đàn chim, khiến cho động cơ của máy bay bên trái bị tóe lửa. Phi công đã quyết định quay trở lại và hạ cánh khẩn cấp ngay tại sân bay Midway. May mắn không có ai bị thương trên khoang sau sự việc này. Một đoạn video được chia sẻ sau đó cho thấy khoảnh khắc chiếc máy bay đâm phải đàn chim trong lúc cất cánh và thu càng. Theo mô tả của Không quân Hoa Kỳ thì C-37 là một chiếc máy bay quân sự có hai động cơ, dùng để chở các viên chức cao cấp của chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Các vụ máy bay đâm phải chim không phải là hiếm gặp, dù khoảng 65% các vụ việc đều không gây thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay. Nhiều sân bay trên thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế các loại chim xuất hiện gần sân bay, như là loại bỏ các hồ nước hoặc là bãi cỏ. Trước đó vào ngày 14 tháng 10 thì một chiếc máy bay Boeing 737 900 cũng đã buộc phải quay đầu về sân bay quốc tế Chicago O'Hare ngay sau khi cất cánh vì cũng bị đâm phải chim. Theo hãng hàng không United Airlines, không có ai bị thương trong sự việc và hành khách cũng đã được chuyển sang một chuyến máy bay, bay khác vào cùng ngày để di chuyển tới sân bay quốc tế Miami.